Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Một lần nữa chúng con xin kính chào chư tôn thiền đức tăng ly tham gia chứng minh. Chúng con kính chào thầy Diệu Âm Tịnh Hải, kính chào tất cả các cha các mẹ, chư vị đồng tu. Hôm nay chúng con vô cùng là hoan hỷ nhân mùa Giáng sinh, cũng là trước thềm năm mới. Chúng con được thành tâm gửi đến lời kính chúc chư tôn đức tăng ly, thầy Diệu Âm Tịnh Hải, các cha các mẹ, chư vị đồng tu, một mùa Giáng sinh thật là an vui, một năm mới an lạc, tinh tấn tu hành, nhà nhà an vui hạnh phúc. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch chư tôn đức tăng ly, kính bạch thầy Diệu Âm Tịnh Hải, kính thưa các cha các mẹ, chư vị đồng tu, chúng con có được nghe Pháp sư Tịnh Không khai thị về kinh A Di Đà, là ngài nói năm xưa Đức Thế Tôn giảng kinh A Di Đà tại địa điểm là thành Xá Vệ, ở vườn cây của hai đại thí chủ cúng dường, đó là Thái tử Kỳ Đà và Cấp Cô Độc. Thành phần tham dự thì rất là đông, xếp ở hàng đầu là có 1.250 chư tăng xuất gia, trong đó có 16 vị đại đệ tử là đại chánh sĩ thì hiện làm hàng thanh văn. Hàng kế theo là các vị Bồ Tát, có các vị đại Bồ Tát cùng tham gia, và cùng là sau cùng là hàng của đại chúng thì gồm có cả Cập Thích Đề Hoàn Nhân, tức là ngài Ngọc Hoàng Đại Đế, và vô lượng chư thiên cũng tham gia. Cùng tham gia trong pháp hội còn rất đông các Phật tử tới dự. Sau khi mà nghe Đức Thế Tôn giới thiệu về thế giới Tây Phương Cực Lạc, thật là trang nghiêm thanh tịnh, công đức vô cùng là thù thắng. Thù thắng nhất trong 10 phương thế giới, nhân dân ở đó là được hưởng sự an vui hạnh phúc nhất, không có sự khổ, đến cả tiếng khổ cũng không có. Tuổi thọ thì vô lượng, không còn sanh tử nữa, phước báu vô biên, trí huệ, thần thông phi phàm, không có cõi nào bằng. Đức Thế Tôn chỉ dạy cho chúng ta ở cõi đó có Đức Từ Phụ A Di Đà là giáo chủ, ngày ngày thuyết pháp. Ngài đã phát 48 đại thệ để cứu độ tất cả chúng sanh về nước Tây Phương Cực Lạc của ngài, mà điều kiện rất là đơn giản, chỉ cần tin tưởng nguyện sanh về nước ngài thì bất kể một chúng sanh nào lúc lâm chung mà niệm được danh hiệu ngài 1 đến 10 câu thì ngài chắc chắn sẽ hiện thân đón về Tây Phương Cực Lạc. Bất kể là chúng sanh đó là ai, ở cõi nào, trên từ đẳng giác Bồ Tát, dưới thì đến tận chúng sanh trong địa ngục A Tỳ. Thấy được sự thù thắng không thể nghĩ bàn này, Đức Thế Tôn khuyên tất cả đại chúng hãy mau mau phát nguyện về đó. Đại chúng trong pháp hội mà ngài khuyên đến 4 lần, chỉ cần chúng ta tin tưởng phát nguyện về đó thì không ai là không được vãng sanh. Tất cả đại chúng nghe xong vô cùng là hoan hỷ, và sau cùng là đảnh lễ Đức Thế Tôn và quay về trụ xứ của mình. Có một điều chúng ta thấy là hàng phàm phu dự pháp hội năm đó có cả Đức Ngọc Hoàng và vô lượng chư thiên tham dự, có cả hàng Bồ Tát, có nghĩa là trước đây hàng chư thiên cũng là ở cảnh người, rồi sau đó thì tu về về cảnh trời, rồi đến khi cơ duyên đến mới được gặp Đức Thế Tôn khuyên giải niệm Phật, cầu nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, bấy giờ mới niệm Phật. Vì sao mà trước đây mà các ngài không niệm Phật cầu nguyện vãng sanh? Tại vì khi còn ở trong cõi người, có thể là chưa gặp được
cái cơ hội có người đến khuyên niệm Phật. Có thể ở trong cảnh giới người gặp được người khuyên niệm Phật mà chưa tin, lại đi theo con đường về đến làm chư thiên rồi, bây giờ mới có cơ hội được niệm Phật vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đi theo con đường này thì chư Phật chư Tổ nói là vô cùng là chân chuyên, rất là khó khăn mà rất là mất nhiều thời gian. Cả như trong cõi người này mà nghe được cơ hội này mà quyết lòng niệm Phật cầu nguyện vãng sanh thì chư Phật chư Tổ nói là đây là cái cơ hội nhanh nhất, thủ thắng nhất. Niệm Phật rồi mà lại còn gặp được pháp hộ niệm cẩn thận, chu đáo nữa thì chư Tổ trong Tịnh Độ Tông nói là muôn người niệm Phật, muôn người vãng sanh. Vậy con hỏi chư vị, xin hỏi đại chúng là hôm nay chúng ta gặp được cơ duyên này, chúng ta có quyết lòng niệm Phật cầu nguyện vãng sanh không chư vị? Có quyết nào không? Xin đại chúng cho một tràng vỗ tay thật lớn để xác định cho mình là một đời này quyết lòng niệm Phật cầu nguyện vãng sanh. Giờ Lâm Mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ly, kính bạch thầy Diệu Âm Tịnh Hải. Trong cái không khí vô cùng là hoan hỷ trang nghiêm này, một lần nữa chúng con hướng về ngài thỉnh cầu. Kính xin thầy Diệu Âm Tịnh Hải, vì hàng phàm phu chúng con hạ căn tội chướng sâu lặng, nghe được cơ hội này rồi nhưng niềm tin của chúng con cũng còn rất là yếu, có tu hành nhưng mà sơ suất cũng còn rất nhiều. Vậy thì chúng con cung thỉnh thầy từ bi vì chúng con mà giảng nói, làm sao cho chúng con vững vàng niềm tin để chúng con nắm chắc được cơ hội này để một đời này chúng con được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Kính cung thỉnh thầy Diệu Âm Tịnh Hải. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Xin báo cáo với Bác Minh Đạt. Bác Minh Đạt tự xưng là hàng phàm phu, nhưng mà không ngờ tình hái này cũng là phàm phu chính gốc. Không ai hơn ai đâu, cho nên xin Bác Minh Đạt đừng có kêu xin ngài. Cái tiếng ngài này nó nặng quá. Tình hái này mang không nổi đâu. Kính bạch trên chư tôn giáo phẩm Quang Lâm chứng minh. Kính thưa với chư vị, lắng nghe Bác Đạt kể lại cái pháp hội A-di-đà của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta mà làm cho dì ông thấy cũng hoan hỷ quá. Mong rằng là một đời này mình được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Không biết là chư vị có quyết lòng quyết dạ như nãy mà chư vị giơ tay khi Bác Đạt hỏi không chư vị? Dạ quyết lòng. Gì Đà Phật. Trong khi ngồi tại đây nói chuyện với chư vị thì trên cái iPhone của âm có biết được một cái tin là có một cái ban hộ niệm gọi là hộ niệm Minh Thành Đan Phượng. Trong thời gian mấy ngày qua mà đưa một lần mấy người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Rồi khi mà đưa tin mấy người rồi thì còn nhắn thêm một tin nữa là mới vừa rồi thầy đưa thêm một người nữa vãng sanh Tịnh Độ. Thay vì 7 người tới 8 người. Hồi giờ chúng ta nghe nó vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, chúng ta không biết vãng sanh như thế nào, tại vì không thấy người vãng sanh. Bây giờ đây thấy những ban hộ niệm thi phiên nhau đưa người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, thực sự làm cho chúng ta thấy nôn nao. Không biết là mấy chục năm qua mình niệm Phật, mình cũng nguyện vãng sanh hàng ngày, mà sao bây giờ mình còn ngồi đây để cho bên Âu Châu Bắc mình phải nói chuyện. Xin thưa với chư vị, nói chuyện tại đây không bằng nói chuyện ở tại cõi Tây Phương Cực Lạc. Chư vị có đồng ý không? Đồng ý. Tại cõi Tây Phương Cực Lạc, chúng ta nói bằng cái chân tâm tự tánh. Chúng ta bắt tay với những vị Bồ Tát Bất Thoái,
bắt tay với ngài Quán Âm Thế Chí, Mã Minh Dương Thọ, với ngài Phổ Hiền, nhiều vị Bồ Tát quá chư vị ơi. Và một đời chúng ta thành Phật, tức là chúng ta cũng đồng đẳng với chư Phật. Thực sự khi mà chư vị thành Phật rồi, chư vị đồng đẳng với Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đồng đẳng với A-di-đà Phật nữa đó chư vị. Không biết chư vị có tin cái ý nghĩa này không? Đúng đấy chư vị. Trở về chân tâm tự tánh. Với hàng phàm phu chúng ta không thấp đâu. Với chư Phật không cao đâu chư vị. Mà không những bình đẳng đối với người người mà thí dụ như chư thiên trên trời mà về trên đó rồi, các ngài cũng bình đẳng với ta luôn. Mà dẫu cho một con mèo, một con chó mà biết niệm Phật trở về Tây Phương, ứng hiện chân tâm tự tánh, thì các ngài mèo, các ngài chó đó cũng thành Phật như ta đấy chứ vậy. Thực sự là một cái điều mà bất khả tư nghị. Mà hồi giờ chúng ta không nhận biết ra. Có nhiều người cứ nói là ta là phàm phu chính hiệu, tội chướng sâu nặng. Vậy mà ta bỏ cái nghiệp chướng này để về Tây Phương thành Phật, thì cái nhân quả nào mà nối cho trọn đây? Có nhiều người ta nêu ra vấn đề như vậy đó chư vị. Bây giờ đang ngồi trước chư vị đồng tu, có chư vị pháp sư, có chư thầy tăng ni chứng minh. Thực sự là ta có quyền đi làm Phật được đấy chư vị. Chứ không phải ta cứ tiếp tục làm phàm phu mãi đâu. Giữa ta và Phật không phải là ngài là Phật mà ta là phàm phu. Đời đời ngài là Phật, đời đời cái biết ta làm phàm phu mãi không có đâu. Chỉ có cái ý niệm sơ xuất của chúng ta làm cho chúng ta cứ tiếp tục làm phàm phu, tiếp tục chịu sanh tử luân hồi, tiếp tục chịu nạn. Đời này chịu nạn dưới cái hình dạng là hai chân, hai tay, nói được tiếng Việt. Có nhiều người bên Tiệp thì ngoài tiếng Việt ra còn nói được tiếng Tiệp nữa. Nhưng mà xin thưa với chư vị, nếu mà chúng ta cứ đành đoạn chấp nhận phàm phu là phỏng phàm phu không thể làm Phật được, thì coi chừng đời này ta có hai chân hai tay, đời sau ta có hai chân mà có hai cái cánh, và cũng có thể là có bốn cái chân và một cái đuôi nữa. Nó nhiều dạng lắm chư vị ơi. Chỉ vì cái ý niệm sơ xuất này mà ta cứ dìm mãi cuộc đời của ta từ cái hàng phàm phu này đến cái hàng phàm phu khác, càng ngày càng tệ lậu hơn mà không biết. Hồi nãy lắng nghe Bác Đạt nói là có chư thiên trên trời vô lượng vô biên đến nghe Đức Thế Tôn giảng kinh A-di-đà. Xin thưa thực với chư vị, đời này chúng ta làm người biết chừng đâu cái đời trước chúng ta cũng là hàng chư thiên trên trời. Nhiều khi cũng có nghe Phật giảng kinh thuyết đạo. Ấy thế mà từ cái chỗ đó chúng ta không chịu về Tây Phương, mà cứ nghĩ rằng là à, ở cái cõi trời này là hay lắm, đẹp lắm. Vì tham chấp mà tiếp tục rụng rơi từ cảnh trời, rụng rơi xuống cảnh người. Rồi nếu cảnh người này mà không ngộ, không chịu đi làm Phật, tiếp tục ở tại đây chấp nhận cái phận phàm phu, thì đời này là cảnh người. Con bạch với chư thầy, chư sư cô, đời này chúng ta là cảnh người, đời sau chúng ta coi chừng không còn là cảnh người nữa, mà có thể rơi vào hàng súc sanh, ngã quỷ, địa ngục đấy. Có người trong thời mạt pháp này không chịu tin Phật pháp, không chịu nghe lời
Đức Thế Tôn dặn rõ ràng. Thành ra cứ tiếp tục rơi xuống, rơi xuống, rơi xuống, rơi đến nỗi mà đến cùng luôn. Xin thưa với chư vị, xuống địa ngục là cùng rồi đấy. Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát thương tình chúng sanh, tại sao nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh? Mọi chúng sanh, tất cả chúng sanh đều có chân tâm tự tánh là Phật. Chân tâm tự tánh là Phật thì đi làm Phật đi. Tại sao cứ làm chúng sanh chấp nhận cái kiếp chúng sanh mà từ chúng sanh loài người chui vào loài côn thú, từ chúng sanh trong loài người chui vào trong loài ngạ quỷ, rồi từ chúng sanh trong loài người chui vào trong địa ngục. Ngài thê lương thảm thương, Ngài đau xót cho chúng sanh, cho nên Ngài mới phát tâm xuống dưới địa ngục, đời đời kiếp kiếp liệt tìm cách mà cứu chúng sanh dưới địa ngục. Ngài thề mà địa ngục vĩ không, thế bất thành đạo. Dưới địa ngục mà còn người, Ngài chưa chịu thành Phật, Ngài muốn cứu cho hết. Nhưng đời đời kiếp kiếp từ vô lượng kiếp qua, Ngài tiếp tục làm như vậy, Ngài cũng không cách nào cứu được. Cũng không cách nào cứu. Tại vì sao? Tại vì chúng sanh không chịu nghe lời Phật. Hôm nay bây giờ chúng ta nói chuyện với nhau, xin tất cả chư vị, ta phải làm một cuộc cách mạng vĩ đại cho chính chúng ta đi. Là bắt đầu từ hôm nay biết được con đường vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, ta phải hạ thủ tu hành theo lời Phật dạy. Đừng nên tu hành theo như Phật làm, nghe chưa vậy? Đây là một cái sơ ý rất lớn của những người học Phật chúng ta. Dâm xin nói lại, tỉnh hãi xin nói lại, là chúng ta nên tu hành theo lời Phật dạy. Chứ chúng ta đừng thấy Phật làm sao chúng ta làm như vậy, coi chừng chúng ta có chỗ sơ ý. Cũng giống như chúng ta làm theo Ngài Địa Tạng dạy, chứ chúng ta đừng nên làm theo Ngài Địa Tạng làm, tức là xuống địa ngục để mà cứu chúng sanh. Không phải như vậy đâu chứ vị. Vì tu hành chúng ta sở ý chỗ này. Có nhiều người nghĩ rằng là có nghiệp thì phải trả. Đúng, Đức Thế Tôn của chúng ta cũng phải tu vô lượng kiếp qua mới có thể thành Phật. Ngài tu trung chuyên lắm đấy chư vị, khó khăn lắm đấy chư vị. Có những đời mà Ngài phát tâm tu hành, gọi là phát cái tâm nhẫn nại, kiên nhẫn, nhẫn nhục ba la mật. Vì Ngài phát một cái tâm như vậy mà có những người ganh tị với Ngài, bắt Ngài đem ra xử lăng trì bằng cách là cứ léo léo từng miếng thịt một cho đến chết luôn. Thế mà Đức Thế Tôn chúng ta chịu được. Nếu chúng ta mà làm như Đức Thế Tôn là chư vị tới đây léo thì tôi đi, tôi không đau, không kêu, không la đâu, tôi vẫn mỉm cười và tôi còn cảm ơn chư vị nữa. Xin thưa với chư vị, Đức Phật làm được và chúng ta làm cũng được đâu, nghe chư vị. Đừng nghe Đức Thế Tôn phát cái tâm như vậy, chúng ta cũng phát tâm như vậy. Không được đâu. Trước đây có một lần giữa ông đi trên một chuyến xe bus, có một vị ni sư kia giảng cho chúng còn nghe. Ngài giảng nói là chúng ta báo hiếu cha mẹ phải làm như Phật mới được. Phật vì báo hiếu cha mẹ cho nên có một lần Ngài cõng mẹ qua rừng mà hết thức ăn, không biết làm sao tìm đâu thức ăn cho mẹ, mà mẹ là một người đuôi nữa, đuôi mù nữa. Ngài cứ một ngày như vậy, Ngài léo một miếng thịt của Ngài đem đem luộc đi để cho mẹ ăn. Bà mẹ đâu có biết là thịt gì, tại Ngài mù mà. Đến khi mà phát hiện ra thì Đức Thế Tôn chỉ còn cái bộ xương, không còn miếng thịt nào hết cả. Xin thưa với chư vị, ta làm như Đức Thế Tôn ta làm không nổi đâu chư vị. Mà ta phải biết cái cách
làm theo lời Phật dạy thì chúng ta mới có thể làm được. Ví dụ như bây giờ muốn tra hiếu cha mẹ, xin chư vị phát tâm khuyên cha mẹ niệm Phật đi, chư vị làm được không? Được không chư vị? Chư vị hàng ngày năn nỉ mẹ mình niệm Phật đi, được không chư vị? Được. Năn nỉ mẹ rồi, rồi chúng ta chuẩn bị hộ niệm cho mẹ mình, để cho mẹ mình buông báo thân ra theo A Di Đà Phật về Tây Phương Cực Lạc, được không chư vị? Được, rõ ràng. Đây là những điều chúng ta làm được. Ví dụ như chúng ta tu vô lượng kiếp, bây giờ bắt đầu chúng ta tu tới vô lượng kiếp nữa, chúng ta làm được không chư vị? Không được rồi. Tại vì cái đời này, xin chư vị nhớ là Đức Phật nói là nhân thân nan đắc, tức là ta có cái thân rồi đấy, phải trân quý nhé. Lỡ mà một ngày nào nó buông báo thân ra đi, đời sau chúng ta lấy lại thân người không được, thì làm sao chúng ta nghĩ rằng là đời sau chúng ta tiếp tục tu hành cho đến khi mà minh tâm kiến tánh, khi mà chân tâm tỉnh ứng hiện ra chúng ta thành Phật. Rõ ràng chúng ta làm không được, phải không chứ bỉ? Nhưng mà chúng ta nghe lời Phật dạy. Phật dạy sao nè? Các con ơi, hàng phàm phu tội chướng sâu nặng mà rơi vào cái thời mạt pháp của ta rồi, các con tu những cái hạnh khác khó lắm đấy nghe các con. 1 triệu người tu hành nhiều khi tìm không ra một người chứng đạo vượt qua 6 đường luân hồi đó nghe các con. Vậy thì Ngài đưa ra một đáp án, chỉ còn có cái pháp nương theo pháp gì Bác Đạt? Niệm Phật. Là pháp niệm Phật mà có cơ hội vượt qua sanh tử luân hồi, vãng sanh thành đạo. Rõ ràng Đức Thế Tôn đã dạy chúng ta rằng là thời mạt pháp này niệm A Di Đà Phật mới có cơ hội thành tựu. Chúng ta là đệ tử của Phật, tại gia có, xuất gia có, nam có, nữ có, tất cả. Ta không chịu, có nhiều người ta không chịu nghe lời Phật dạy mà cứ muốn băng mình vào những cảnh nguy khốn mà muốn trì neo ở đây tới vô lượng kiếp để mà tu thành Phật, như Phật. Rõ ràng chúng ta là đệ tử Phật mà không chịu nghe lời Phật, thành ra vô lượng vô biên chúng sanh từng giờ từng phút từng giây rơi vào trong tám ác đạo nhiều quá. Chư vị ơi, rơi vào đó rồi làm sao có hy vọng một ngày trở ra, đúng không chư vị? Khó vô cùng. Nếu mà chúng ta vâng lời Phật dạy, đời mà, thời mà pháp chỉ niệm Phật mới được thành tựu, ta quyết chí niệm Phật cầu về Tây Phương, thì ta có cơ hội vãng sanh rồi, đúng không chư vị? Mà còn khéo léo hơn nữa, khiêm nhường hơn nữa, tự nhận mình dở hơn nữa, kêu gọi 5 người, 10 người, nhất là kết hợp với bạn đồng tu với nhau, ngày ngày nhắc nhở cho nhau, hễ tôi bệnh xuống chị quan hoài cho tôi, chị nằm xuống tôi quan hoài cho chị, nhất định hộ niệm cho nhau. Chư vị ơi, trong cái khoảng thời gian qua có mấy ngày thôi mà có một cái ban hộ niệm của Minh Thành đã đưa 8 người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. 8 người. Không biết là chư vị có nhận được cái tin đó hay không? Ai nhận được tin đó vô tay lên cho dì ông coi ai có. Con có đây. Đúng rồi. Ban đầu thì đưa tin 7 người. Sau đó còn đính chính thêm một người nữa là 8 người. Rõ ràng hộ niệm vãng sanh trước mặt chúng ta. Trước mặt chúng ta. Như vậy chư vị có thấy, cảm thấy là mình mừng vui khóc khến không chư vị? Mình có cái may mắn vô cùng không chư vị? Ráng cố gắng gìn giữ cái cơ may này, đừng để trôi qua nha chư vị. Và bây giờ
Nếu nói mà để vãng sanh, mình có khả năng rồi đấy. Bây giờ chúng ta bàn tới một cái điểm nữa, xin chư vị nhớ cho. Bây giờ ông hỏi là như chúng ta tu như thế này, thấy nhiều người tu hành còn yếu hơn ta đấy, còn ít hơn ta đấy, mà người ta vãng sanh được. Như vậy thì ta chắc chắn được vãng sanh rồi. Xin hỏi chư vị, cái vấn đề mà tình đã đưa ra này đúng hay sai vậy? Sai. Hay đó. Giang cũng ôm cái người này, mà hình như là coi chừng khi mà chúng ta nghĩ rằng là người ta vãng sanh được thì ta vãng sanh được, cho nên ta chắc chắn được vãng sanh. Khi mà chư vị ta chắc chắn được vãng sanh thì coi chừng chúng ta sẽ ôm hai cái bờ vai này, tượng trưng cho cái dấu tay chéo đó, tức là ta mất phần đấy nha chư vị. Nhất thiết phải nhớ chuyện này như thế này. Vậy thì muốn cho đừng cho chéo tay thì chúng ta phải nói luôn luôn giữ hạnh khiêm cung, luôn luôn biết buông xả xuống, luôn luôn phải kết hợp với nhau theo đúng cái tinh thần mà của pháp môn niệm Phật đề ra, đó là đới nghiệp vãng sanh nhé chư vị. Xin thưa với chư thầy, con nói nay con phải bắt cái bờ mà rất là, con chỉ nói với những cái người mà phàm phu và nhắc nhở những người nào mà tứ nhóm là phàm phu. Xin chư vị phải nhớ cho kỹ cái điểm này. Chư tổ dạy là niệm Phật, muôn người niệm Phật, muôn người vãng sanh. Nhưng có một người không được vãng sanh khi người đó có cái gì nè? Bạch với thầy giác lượng, cháu không biết đi, có cái gì nè? Thương mạn. Thưa với chư vị, có cái tâm tự mãn, có cái tâm tự hào, có cái tâm tưởng mình là ngon lành rồi. Vì một chút xíu này thôi mà biết bao nhiêu người đành phải ngậm đắng nuốt cay ở cái giờ phút cuối cùng. Đây là thực sự. Xin thưa với chư vị, nếu mà chư vị nghe rất nhiều cái cuộc tọa đàm Tịnh Hải này, cứ lâu lâu nhắc đi nhắc lại điểm này, tại vì đây là một cái vấn đề vô cùng là dễ vướng, mà làm cho chúng ta đành phải nghe ngào đắng cay nhìn người ta bước lên con thuyền Bát Nhã A Di Đà để đi thẳng về Tây Phương, còn chúng ta thì cứ tiếp tục hụp lặn dưới biển gọi là biển khổ luân hồi, không cách nào có thể tìm một cái cơ ngôi giải thoát. Chị em xin nhắc lại cái điểm đầu tiên mà người niệm Phật mất vãng sanh là ở cái chỗ thượng mạng. Thượng mạng. Đây không phải là lời nói của Diệu Âm, mà khi Diệu Âm đọc qua những lời huấn thị của Ngài Ấn Quang, thực sự đã giật mình. Chư vị phải nhớ là Diệu Âm biết được Phật Pháp là do ân của Hòa Thượng Tịnh Không. Nhưng mà biết con đường làm sao cho chính mình thực sự được vững vàng vãng sanh, gọi là sự tu căn bản, lại là do những lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang. Giờ nói thẳng với như vậy, người dẫn giữa vào Phật Đạo là Ngài Tịnh Không. Tại vì có cái cơ may giữa ông ngồi trên bàn hàng ngày kiếm lại nhuận văn những cái bài mà của ngài dạy, rồi người ta dịch ra tiếng Việt, mà vô tình vì chấm phết, tìm cách chấm phết từng câu như vậy mà giật mình tỉnh ngộ ra con đường Phật Pháp niệm màu. Nhưng mà khi thực hành thì thực sự ngay cả cái cuốn khuyên người niệm Phật là cái những lời đầu tiên mà dám cầm bút viết ra khuyên cha mẹ niệm Phật, cũng nhờ là lời khai thị của ân tổ đấy chưa vậy.
Và hôm nay nói với chư vị là đừng bao giờ tự cho mình là đủ, tự cho mình là ngon. Đừng bao giờ nghĩ rằng là vãng sanh là đơn giản, nhẹ nhàng như mình đã từng hộ niệm cho người ta vãng sanh. Chính là nhờ khai thị của Ấn Độ. Ngài nói khi mà chư vị tu hành có cao giỏi tới đâu, công phu hay tới đâu, mà nghĩ rằng mình có thể chứng đắc, mình có thể an nhiên tự tại, mình có thể vững vàng ra đi rồi, mình coi là đủ rồi, thì tự nhiên mình rớt đầy một cách thê thảm. Đây là lời dạy của ông Tổ. Và Tổ ông Quang để lại cho thế gian này 16 chữ. Chư vị còn nhớ 16 chữ là cái gì không? 16 chữ thì 8 chữ đầu Ngài nói là ăn ở hiền lành, tập hạnh khiêm cung, đừng nên chấp trước, gọi là đôn lung tổng phận nhàn tà tồn hành, giữ gìn luân thường đạo lý. Tổng phận là lo làm cái công việc của mình, nhàn tà là ngừa những điều gì sai lầm, nếu có sai lầm chút thì bỏ đi đừng làm nữa. Nếu mà trong tâm mình còn nghĩ đấu tranh ganh tị chống bác nào thì bỏ đi. Tồn thành là cố gắng làm giúp, bố thí giúp người, làm cho người khác được thành tựu. Đó là cái trạng thái của người hiền. Chư vị thường thường nghe Ngài Tịnh Không giảng về cái tịnh nghiệp tam phước, chính là đôn luân tổng phận nhàn tà tồn thành này. Mỗi vị tổ giảng một câu, Phật cũng nói giống như vậy. Ý nghĩa thì hoàn toàn giống nhau, mà lời văn thì khác nhau thôi, chứ không có gì cả. Còn về vấn đề xuất thế gian, thành tựu đạo pháp, thì Ấn Tổ để lại 8 chữ. Chư vị còn nhớ 8 chữ gì không? Lão thật niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. Lão thật niệm Phật là niệm Phật cho thuộc lòng luôn đi. Đừng lý, đừng luận gì cả. Đừng cao, đừng thấp gì cả. Cứ niệm Phật cho thuộc lòng luôn đi. Cho nháo luôn đi. Là lão thật thật đi. Chuyên trì mà niệm đi. Không còn suy nghĩ gì, cứ niệm A-di-đà Phật. Cứ niệm A-di-đà Phật. Niệm cho tới cùng đi. Cầu sanh Tây Phương Cực Lạc là được. Mình niệm 30 năm mình không hiểu lý hiểu đồ đó cũng không sao, cứ niệm đi, cứ thành tâm mà niệm đi. Nói rằng là khi mình niệm được một câu A Di Đà Phật mà thành tâm như vậy thì A Di Đà Phật liền phóng quang giá trị. Mình niệm hai câu A Di Đà Phật thì có chừng A Di Đà Phật phóng quang ấn chứng cho chư vị. Cứ nghĩ như vậy đi, đừng lý, đừng luận, đừng cao, đừng thấp chi cả chư vị. Chỉ cần lão thật niệm Phật như vậy, cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, bảo đảm được vãng sanh. Cho nên Ấn Tổ dạy rằng là chí thành, chí kính là cái đạo niệm màu đưa chư vị thành tựu trong một đời này. Chứ Ngài không nói là chư vị niệm Phật cho chứng đắc, cho minh tâm kiến tánh, cho khai mở trí huệ, cho ứng hiện chân tâm thì mới được vãng sanh. Ngài cái danh từ trong pháp niệm Phật là nhất tâm bất loạn. Ngài không nói là nhất tâm niệm Phật, nhất tâm bất loạn mới được vãng sanh, mà Ngài nói là gì? Lão thật niệm Phật, hiền lành chấp pháp niệm Phật đi. Dâm nhắc nhở chuyện này để chi? Nếu mà trong đời chúng ta còn chê người này, còn khinh người nọ, còn kinh người kia, còn cãi người nọ, thì mau mau bỏ chuyện đó đi. Bắt đầu hôm nay cứ thành tâm niệm Phật. Chư vị ơi, một người bình dân như chúng ta, hiền hậu vô cùng, vậy mà lại chứng ngôi bất thoái, thành A Duy Việt Trí hồi nào không hay. Nếu mà bây giờ đây còn khoe nào là lý này luận nọ, đem hết kinh này kinh luận ra mà giảng giải đủ điều, giảng thì hay mà làm không được.
để sau cùng chính những cái hay mà mình thường truy tầm trong lúc còn sống này, lúc nằm chèo queo xuống hoàn toàn bay bổng ngõ nào mất hết, biến thành mây khói, không giúp ích được gì cho mình, mà một câu A Di Đà Phật bốn chữ mà rõ ràng mình nói một chữ nó cũng không xong, để cho cái thân phận phàm phu mình tiếp tục là phàm phu tiếp, đời này là phàm phu trong cảnh người, đời sau lãng quãng chỗ nào đó. Chính vì thế mà ngài Tịnh Không nói rằng những người ưa lý luận, lý hay luận giỏi, tôi biết cái vị này chắc chắn sẽ lãng quãng ở chỗ nào đó trong đời sau. Trong khi một bà già hoàn toàn không biết chữ nghĩa gì cả, cứ thành tâm lão thật chân chánh niệm A Di Đà Phật, không còn nghĩ, không còn suy, không còn lý luận gì cả, bà cụ đã vội vã trở về Tây Phương thành Bồ Tát Bất Thối, thần thông đạo diệu không ai sánh bằng. Bà cụ đó thấy những cái con mà lắng quắng đó mới thương hại, tìm cách trở lại đây mà cứu chúng nó. Ngài giảng những câu hay vô cùng để cho nhắc nhở chúng ta, là một lần nói chuyện với nhau ta nhắc nhở bí quyết để cho chính chúng ta vãng sanh Tây Phương Cực Lạc ngay trong đời này. Chính là gì? Là gì chứ vậy? Ăn ở hiền lành, nhận mình là phàm phu, khiêm cung tự ái, niệm Phật trở về Tây Phương. Xin nói thẳng với chư vị, người nào làm được điều này, người đó đã vội vã trở về Tây Phương thành Phật rồi, đâu chờ gì tới vô lượng A Tăng Kỳ kiếp phía sau, đúng không chư vị? Yeah. Như vậy như vậy thì ta hôm nay quyết thề với nhau là hùng vốn với nhau, hùng sức với nhau, hùng tâm với nhau, phải không? Giúp đỡ cho nhau niệm Phật để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Chư vị chịu không? Dạ, một người trong đồng tu chúng ta khi ra đi, chúng ta phải quyết chí đến bảo vệ cho nhau, hộ niệm cho nhau vãng sanh, được không chư vị? Được. Đơn giản như vậy. Những gì làm trong cái lúc mà chúng ta hộ niệm với nhau, những cái gì đấy? Xin chư vị tham gia những buổi học tập hộ niệm đi, chứ bây giờ kể sao cho hết được, đúng không? Cứ tham gia lắng nghe từng điểm rõ ràng, từng ngày chúng ta khai mở ra con đường siêu sanh tịnh độ một cách rộng thênh thang. Chỉ một chút như vậy mà biết bao nhiêu người được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Vì cái pháp hộ niệm đơn giản, có nhiều người cái chuyện đơn giản, vì nghĩ rằng đơn giản, vì không có gì để học, thành ra khi chính mình nằm xuống rồi, mờ mờ mịt mịt, mơ mơ màng màng, bị rối như tơ. Rồi khi gặp một bạn đồng tu ta bệnh chút, ta đến bên cạnh không biết một cái lời nào để mà nhắc nhở cho bạn đồng tu, không biết cách nào để gỡ được cái oan nặng của bạn đồng tu, thành ra cứu ta thì cũng đã vụng về, mà cứu người thì vụng về hơn nữa. Vô tình một đời này cơ duyên thành đạo có sẵn trong tay mà đành phải vụt mất, đúng không chư vị? Như vậy đường vãng sanh nhắc đi nhắc lại đơn giản vô cùng, mong cho tất cả chư vị trên là chư tăng giáo phẩm tăng ni vãng sanh thượng phẩm, dưới là bạn đồng tu của chúng ta, đúng không chư vị? Quyết chí trước sau cũng về Tây Phương, về Tây Phương Tây trong Tây cùng nhau thành đạo vậy. A Di Đà Phật. Xin được chúng ta cho một tràng vỗ tay thật lớn, lớn nữa được không ạ? Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng con vô cùng là hoan hỉ, thành tâm biết ơn những lời khuyến tấn chỉ bày của thầy Diệu Âm Tịnh Hải.
để cho chúng con niềm tin ngày càng thì tăng trưởng, càng vững mạnh hơn, quyết lòng một đời này niệm Phật cầu nguyện vãng sanh. Để an toàn hơn thì chúng con xin hứa là quyết tâm cùng nhau học tập, nghiên cứu pháp hộ niệm, tham gia hộ niệm để chính mình có kinh nghiệm, chính mình cũng có cơ hội và chính mình cũng đi giúp người hữu duyên được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Chư vị có đồng ý là như vậy không ạ? Đồng ý.